Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện đam mỹ cao hát đặc trùng Rong binh tác giả Nhất Thế Hoa Thường khoa giọng đọc của Sam. Nếu thấy hay hãy like và share cho bạn bè mình cùng nghe nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện đam mỹ Đặc chủng Song binh. Tập 25. Từ Minh Hiền nghĩ rằng đó là quá khứ của Tống Phong, nhưng hắn cũng không vội vàng truy vấn quá, bởi dù sao, người hắn thích là Tống Phong của hiện tại. Về phần trước kia như thế nào, kỳ thật đối với hắn cũng không quan trọng. Cho nên, hắn muốn Tống Phong chủ động nói với mình. Có điều, sau khi nghe Vệ Tiểu Miễn nói như vậy, hắn cảm thấy điều này cần tìm hiểu thêm người kia làm lính đánh thuê đã được vài năm cũng tiếp xúc với không ít thế lực chỉ riêng nói ở malaysia cũng dính dáng đến hai người không cần nói đến nơi khác hắn cũng không để ý lắm việc đột nhiên nhảy ra một vài kẻ thù chỉ là ngay cả kẻ thù là ai thủ án là gì cũng không rõ mới khiến hắn đau đầu huống chi vệ tiểu nghĩa lại nói phát điên lần nữa chứng tỏ sự việc cũng không phải đơn giản hắn nhíu mày thủ án gì Vệ Tiểu miễn thở dài. Nói rất dài dòng, tóm lại chuyện này dù thế nào cũng không thể cho hắn biết, càng không thể để hắn biết chuyện hai người kia nhập viện. Bằng không, lão đại chắc chắn phát điên. Hắn ngẩng đầu nhìn nhà trọ. Hiện tại lão đại đang ở trên sao? Phải, Tiểu Minh Hiên nhớ tới cuộc điện thoại với người kia. Có lẽ hắn sẽ xuống ngay thôi, nên nói việc này ở thời điểm hiện tại có vẻ không hợp lý lắm hắn nhìn một đống lễ vật trong tay vệ tiểu nghiễn thoáng nhướng mày cậu và em ý cùng đi thăm một người liên quan đến chuyện này vệ tiểu nghiễn gật đầu tôi muốn đến đây nhắc nhở một câu chú ý an toàn không ngờ chị dâu vừa theo tống tham mưu trở về thì lão đại đã tới đây hắn theo bản năng liếc nhìn nhà trọ nhất thời ngẩn người ra a à, là họ tiểu minh hiền còn chưa kịp tiêu hóa hai từ chị dâu thì lại nghe vệ tiểu nghiễn kêu lên liền quay đầu qua nhìn. Tống Phong vừa ôm một đứa nhóc 2 tuổi mập mạp đáng yêu, vừa cười với một nữ nhân bên cạnh. Vệ Tiểu Miễn ngoắc tay. "Đây, lão đại." Tống Phong ngẩng đầu, cười chạy tới. "Sao lại đến sớm thế?" "Đến để xem chị dâu." Vệ Tiểu Miễn nói xong, liền đi về phía nữ nhân xinh đẹp cười nói. "Chúc mừng năm mới, chị dâu." Nữ nhân kia cũng cười cười với hắn. "Chúc mừng năm mới, Tiểu Miễn." lại liếc mắt sang Tiêu Minh Hiên. Vệ tiểu nghiễn lập tức giới thiệu. Chị dâu, đây là bằng hữu của em, huấn luyện viên. Đây là chị dâu của tôi. Xin chào, Tiêu Minh Hiên hơi gật đầu, lại nhìn về phía Tống Phong, chầm mặc một lúc mới chần trừ hỏi. Đứa bé này... Tống Phong cười tủm tỉm, giờ nắm tay bé xíu của đứa nhỏ, hô qua hô lại. Đáng yêu không? Nó là Tiểu Lân. Lân trong kỳ lân. Là con tôi, Tiêu Minh Hiên im lặng không nói gì. Anh xem, đáng yêu như vậy, lớn lên nhất định là đẹp trai, mê đảo bao nhiêu người. Tống Phong vừa cười, vừa hôn nhẹ đứa bé. Tiêu Minh Hiền trầm mặc nhìn, cảm thấy bức tranh một nhà ba người hòa thuận, hạnh phúc này, khiến hắn muốn vác một quả tên lửa ra, đốt trụi thành từng mảnh nhỏ. Vệ tiểu nghiễn nhỏ giọng an ủi. Huấn luyện viên, bình tĩnh một chút. Tiêu Minh Hiền vẫn chưa trả lời. Tống Phong lại quay sang mọi người cũng chưa ăn cơm đi chúng ta đi ăn vệ tiểu nghiễn gật đầu đưa lễ vật lên chị dâu chị mang cái này lên nhà trước đi nữ nhân kia nén giận đến là tốt rồi lại còn khách sáo mang theo quả cáp nữa làm chi vệ tiểu nghiễn cười cười xoay người đi lên nhà thân ảnh hai người rất nhanh biến mất tống phòng cười tủm tỉm nhéo nhéo cái má phấn nộn của đứa trẻ chỉ vào tiêu minh hiên tiểu lâm gọi thúc thúc tiêu minh hiền cảm thấy có lẽ là mình chưa tỉnh ngủ hoặc vẫn đang trong mộng xuất hiện ảo giác hắn định trở về xong bỗng nhiên xoay người hỏi chuyện gì thế này chuyện gì tổng phong nháy mắt mấy cái chợt hiểu anh nói tiểu lân nó là con nuôi của tôi anh cho là con ruột Tiểu minh hiền nháy mắt thả lỏng suýt nữa bị em dọa chết tổng phong đột nhiên hứng chí nếu là con ruột thì sao dựa theo tình sử phong lưu trước kia của em cũng không phải là không thể chỉ cần mẹ đứa bé không xuất hiện thì anh sẽ không ngại giúp em nuôi con trai tiêu minh hiền vừa nói vừa liếc tiểu lân đây là con ai tống phong nhéo nhéo gương mặt của đứa trẻ trầm giọng đáp con của thầy tôi tiêu minh hiền ngẩn xa giật mình nhớ tới tống phong từng kể hắn có một người thầy đã cưới vợ thậm chí còn có cả con cho nên phải từ chức điều này căn bản cũng không phải quá ngạc nhiên nhưng cái chính là thái độ của vệ tiểu miễn đáng lẽ ra việc này vệ tiểu miễn cũng không nhất thiết phải giấu giếm làm gì nhưng bây giờ là tết âm lịch sao người kia lại không về bắc kinh đón tết cùng gia đình huống chi theo cách nói của vệ tiểu miễn thì sự việc này cùng với nữ nhân nọ hẳn có liên quan không tầm thường hắn lại nghĩ tới chuyện trước kia tống phong kể ở ký túc xá quân đội lại nhớ tới mục đích của vệ tiểu miễn khi tới đây chốc lát đã đoán được tám chín phần. Mặc dù vậy, hắn tình nguyện cho rằng mình đoán sai vì đáp án quá mức bi kịch, đau xót khiến hắn không muốn nghĩ tới. Vệ tiểu nghiễn nhanh chóng cùng nữ nhân kia bước xuống. Mấy người cùng nhau lái xe tới khách sạn ăn cơm. Tiêu Minh Hiên vốn định giữ vệ tiểu nghiễn lại để hỏi rõ ràng nguyên căn, sự việc nhưng Tống Phong lại mời hắn tới Tống Gia. Mà vệ tiểu nghiễn lại muốn bảo vệ bên người lão đại nên dĩ nhiên sẽ không từ chối. Tiêu Minh Hiên đành từ bỏ, chuẩn bị cơ hội khác. Hai đội huấn luyện sau vài ngày tới Bắc Kinh nhanh chóng tập hợp lại. Đồng thời, bọn họ sau khi biết Tống Phong và Tiêu Minh Hiên chính là hai vị trong Thái tử đảng, hảo môn thế xa liền cảm thấy vô cùng thắc mắc. Rõ ràng là những người đó tiền đồ cực tốt, tại sao không ở lại Bắc Kinh mà lại chạy tới trại huấn luyện đập chúng? Tống Phong cười tủm tỉm vấn đề này đừng hỏi tôi quay sang mà hỏi đội trưởng vĩ đại của chúng ta ấy tiêu minh hiền bình tĩnh đảo mắt qua một vòng tất cả mọi người đồng loạt cầm nín tống phong nhún nhún vai vui vẻ mang họ đi chơi vốn dĩ hắn định đưa họ đến địa phương kích thích một chút nhưng lại có người chưa đến bắc kinh bao giờ muốn đi dạo một vòng thủ đô sau một hồi thương nghị mọi người quyết định ban ngày đi dạo ban đêm đi chơi hưởng thụ tống phong lại đem tiểu cầu tâm can bế ra nhất thời lại được chào đón vô cùng bạch khúc miêu hai mắt sáng lên anh em có thể bế nó không nó sẽ không cắn người chứ tống phong hào phóng đem tiểu cậu định giao cho hắn yên tâm tâm can nhà anh không cắn người trừ khi được anh ra lệnh có điều tốt nhất nên cắn vào mùa hè bạch khúc miêu tò mò tại sao ạ bởi vì ít quần áo sao đúng là vì ít quần áo nhưng vì sao lại như vậy có lẽ chẳng ai ngờ tới đâu Tôi sẽ cho mấy người mở rộng tầm mắt Tống Phong dứt lời Chỉ vào Tiêu Minh Hiên ra lệnh Tâm can, can hắn Tâm can bổ nhào về phía chân Tiêu Minh Hiên Người kia theo bản năng Lui về phía sau Nhưng lại bị Tống Phong đẻ lại Đừng vội, nhìn kỹ đi đã Tiêu Minh Hiên cúi đầu Nhìn Tâm can duỗi móng vuốt mập mạp ra lay ống quần hắn Kéo lên trên, lại cào cào vào tất của hắn tất được thiết kế bó sát vào người thật không dễ để kéo xuống nhưng tiểu cầu vẫn một mực bám giết cào cào tiểu minh hiền có cảm giác móng vuốt của nó sát sát trên mình hắn chầm mặc trước mắt mấy cái nó rốt cuộc đang làm gì vậy tống phong thở dài dùng móng vuốt lau sạch chân của anh rồi mới cắn tiểu minh hiền kinh ngạc em dạy nó không phải là tống chiết anh ta mắc bệnh sạch sẽ nên đã cảnh cáo tâm can nếu nó cắn thứ gì không sạch sẽ Thì sẽ đem nó đá văng ra ngoài Lâu dần luyện được bản tính này của tâm can Anh xem Thật đáng thương đi Cắn người cũng phải lao lực như vậy Tổng phòng nói xong cúi đầu Được rồi Cứ như vậy nửa ngày cũng không kéo được Đừng cắn Tâm can chợt dừng móng vuốt lại một lát Lại vươn ra kéo ống quần xuống Ủ rũ cúi đầu Đi đến bên góc tường Vươn chân ôm đầu Một lúc sau thì ô ô kêu tống phong đau lòng vội đi qua tâm can thực xin lỗi về sau không cần cắn người nữa mọi người căm nín a à, cháu húc kì thật đáng yêu hai mỹ nữ đi tới tử ngã từ ngã tư bên đường vừa cười vừa ngồi sổn sướng tôi có thể sờ không tâm can mừng rỡ đứng lên vẫy vẫy đuôi tống phong quay đầu giải thích nó thực sự cao hứng khi được các cô sờ a à, anh là tống phong một vị mỹ nữ cười hỏi tống phong nháy mắt trầm mặc nữ nhân thấy hắn đa phần chỉ nhận ra do quần áo hàng hiệu mà người này là người trước kia hắn từng chơi qua hắn cười tủm tỉm không có một chút mất tự nhiên nào a à, lâu quá rồi mới gặp cô đúng vậy đã lâu không gặp đây là chó do anh nuôi sao bạn trai anh a à, ở đằng kia vị mỹ nữ nhìn vệ tiểu miễn mỉm cười chào hỏi các anh thực hạnh phúc mỹ nữ vừa dứt lời tống phong cùng vệ tiểu miễn nháy mắt hiểu rõ mỹ nữ này là vị y tá trước đây từng chăm sóc tống phong có lẽ bệnh nhân diện mạo xuất chúng phi thường rất ít nên cô y tá này vẫn nhớ kỹ bọn họ đáng thương cho vệ tiểu miễn sự hiểu lầm của cô y tá kia thành công khiến hắn chịu ánh nhìn quỷ dị từ mọi người xung quanh cùng với ánh mắt âm trầm của vị bạn trai thật nào đó bên cạnh chỉ hận không thể biến thành trong suốt. a à, đây là bằng hữu của hai anh phải không? Xin chào. Mỹ nhân nhìn bọn họ, có lẽ 8 phần 10 cho rằng cả đám người đều là gay, đi với nhau. Mọi người đều căm nhín. Mỹ nhân sờ sờ tâm can, nó lại nhảy lên, cọ cọ tại ngực, nhìn theo bóng cô rời đi. Tống phòng lập tức thấp giọng hỏi. Thế nào, có lớn không? Tâm can lay lay hai móng vuốt, không trả lời. Tống Phong vút vút cằm. Vậy mà lại không to a, à? may mắn trước đó lão tử không có chơi cô ta. Mọi người sắc mặt vặn vẹo, quả nhiên chủ nhân dạng gì, tiểu cậu dạng đó, chủ nhân kỳ ba như vậy, tiểu cậu này có lẽ thành tinh rồi. Đoàn người đi dạo đến mấy nơi thắng cảnh, Tống Phong đem tiểu cậu Tâm Can về nhà, rồi tiếp tục đưa mọi người đến các câu lạc bộ. Tiêu Minh Hiên muốn thuê một cái phòng để mọi người sau khi chơi xong, mệt mỏi thì trở về đây nghỉ tống phong cười tưởng tỉm nói cứ chơi đùa tận tình nếu có gặp phải chuyện gì thì cứ đem tên tôi ra cùng với tiêu thiếu gia mà nói à đúng rồi ở dưới này còn có tổ chức đua xe nếu như ai thấy hứng thú thì có thể gánh qua chúng ta về sau làm nhiệm vụ phải đối mặt với nhiều tình huống tốt nhất nên học đua xe để bảo mệnh a à. mọi người vừa nghe xong liền hưng phấn đứng lên lần lượt tản ra ngoài tường minh hiền và tống phong từng có hiệp nghị vì vậy hắn cũng không sợ người kia lại đi trộm tình nên định đi tìm vệ tiểu miễn hỏi hắn mấy chuyện hôm trước kết quả vòng vo vò vài vòng ngay cả bóng người cũng không thấy tăm hơi điện thoại thì không bắt máy khiến hắn nhất thời kinh ngạc chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay là do hắn đang đua xe huấn luyện viên tiêu minh hiên quay đầu nhìn đoạn thanh cậu có thấy tiểu miễn đâu không Đoạn thanh lắc đầu tôi cũng đang tìm cậu ta nhưng vẫn không tìm được trường đua cũng không có. Tiêu Minh Hiền không khỏi nhúm mải. Chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện? Bọn họ lại vòng vo vài chuyến. Nửa đường bỗng nhiên gặp Tống Phong. Người kia cười tủm tỉm bảo họ. Đô, trùng hợp á? À? Đoàn Thanh hỏi. Cậu có thấy Tiểu miễn đâu không? Anh hỏi cậu ta hả? Tôi biết. Đi theo tôi. Tiêu Minh Hiền tìm nảy lên một nhịp. Thấy đoàn thanh đi qua, hắn bất đắc sĩ cũng phải theo. Mấy người lên lầu Đi xuyên qua một hành lang thật dài Đoàn thanh nhìn dãy phòng Đây là khách phòng Ừ, bên trong khách sạn để khách nghỉ ngơi Tống Phong nói xong mở cửa một gian Mang theo họ vào Tủm tỉm cười, chỉ người trên giường Xem, không phải cậu ta đang ở đây sao Tiêu Minh Hiền liếc mắt nhìn người nào đó Đang bị dược vật hành hạ Yếu ớt thở dốc nằm tại giường Thầm nghĩ Quả nhiên là thế, Tống Phong hiền lành vỗ vỗ vai đoàn thanh. Dược tính để lâu là chết người đó. Anh có thể tìm người cho cậu ta hoặc tự mình giải quyết. Dù sao thì đều như nhau cả. Chúc may mắn. Dứt lời liền hưng phấn đem tiêu minh hiên kéo ra ngoài. Đoàn thanh im lặng không nói gì. Tôi sớm muộn đã biết chuyện này chẳng tốt đẹp gì cả. Vệ tiểu nghiễn thở hồn hển giọng khàn khàn nói. Đi ra ngoài tìm người đi. Lấy người khỏe mạnh, có kỹ thuật tốt. Chỉ cần không làm đau tôi là được. Nhanh lên, tôi chịu không nổi. Đoàn thanh lại im lặng. Tống phong tâm tình tốt, điên cuồng đi chơi một hồi, lại mỹ mãn đem Tiêu Minh Hiền đi thuê phòng. Hai người thay phiên nhau vào tắm. Tiêu Minh Hiền lau tóc đi xa, nhìn người nọ đang tựa người vào giường. Đẹp không? Tống phong khua khua đổ vật trong tay. Cái này mua cho Tiểu Lân. Tiêu Minh Hiền khẽ gật đầu. Đẹp. Hắn đem khăn mặt ném, vươn người qua cùng Tống Phong hôn môi rất nhanh đã khơi mào nhiệt tình của người kia. Hai người chỉ miên một hồi, sau đó thả lỏng, dựa người vào đầu giường, mồ hôi trên da dính sát vào nhau, nóng bỏng. Tiêu Minh Hiền đốt cho Tống Phong một điếu thuốc. Tống Phong? Hả? Tiêu Minh Hiền trong chớp mắt trầm mặc, cảm thấy trốn tránh không phải biện pháp tốt. Thầy của em, hiện tại thế nào? Tống Phong trầm mặc, hít một hơi thật sâu. Hai năm trước qua đời, Hắn dừng lại một chút Nhẹ giọng nói Là tôi hại chết Dù sớm đoán được đến 89 phần Nhưng khi chính tai nghe được Trái tim của Tiêu Minh Hiên nháy mắt căng thẳng Dừng lên từng hồi đau đớn Hắn không chỉ hiểu Mà còn hiểu rất rõ loại cảm giác này Mà cảm giác thống khổ của Tống Phong So với hắn còn lớn hơn gấp nhiều lần Tống Phong Tống Phong thở dài Đừng nói đó không phải là lỗi của tôi Anh không hiểu Thầy ấy định chạy về phía tôi Không ngờ Có điều Những người đáng chết thì đều chết hết cả rồi Hắn tạm dừng một chút Phun ra một hơi khói thuốc Tiểu thiếu Tiểu lâm chẳng khác nào con trai ruột của tôi Nếu anh có ý định muốn sống cùng tôi Thì về sau phải đối tốt với tiểu lâm Và chị dâu Tôi sống ở trên đời này Có lỗi với cả hai người bọn họ Anh sẽ Tiêu Minh Hiên dừng lại một chút chị dâu của em không phải người bắc kinh không phải chị dâu làm việc tại bắc kinh tết âm lịch sẽ về với gia đình cha mẹ của thầy mất sớm hương hỏa nhà hắn cũng chỉ còn có tiểu lân cha mẹ chị dâu thì vẫn còn sống nhưng giáo dục ở bắc kinh thì vô cùng tốt hơn nữa tôi cũng có thể chiếu cố họ chị dâu cũng không về nữa có lẽ sau này sẽ tái giá như vậy cũng tốt ít nhất cũng có người quan tâm chăm sóc tiểu minh hiền đột nhiên hỏi nếu như chị dâu coi trọng em tống phong ngẩn ra không thể nào ai biết bạn nhất thì sao tống phong chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này bất quá hắn trả lời rất nhanh tôi sẽ lấy dù không yêu cũng lấy về chăm sóc thật tốt cho chị dâu và tiểm lâm cả đời tương minh hiền im lặng cuộc sống tương lai của hắn và tống phong rốt cuộc cũng xuất hiện ngã rẽ mà hắn không ngờ tới mà đi ngã rẽ này tức là tình cảm của hai người sẽ đi vào ngõ cụt. Tại khách phòng, nơi tổng Phong thuê cho vệ tiểu nghiễn. Trơn, đừng quên bôi trơn, còn có khoách trương, nhất định phải khoách trương đầy đủ, nếu không khi tiến vào không được. Không chỉ tôi mà ngay cả anh cũng rất khó chịu, anh có thể hay không á? À? Vệ tiểu nghiễn thở dốc nằm trên giường, thanh âm khàn khàn, nhuốm màu tình dục. Hắn mở to đôi mắt phủ đầy xương. Anh, anh là anh của tôi, tôi con mẹ nó không thể chịu được nữa rồi anh vẫn nên ra ngoài tìm người đi đoàn thanh trầm mặc bình tĩnh nhìn hắn tôi không quen nơi này cậu nghĩ tôi phải tới đâu tìm tùy thiện tìm sao vậy cậu muốn tôi nói thế nào xin hỏi vị tiên sinh này thân thể của anh có khỏe mạnh không kỹ thuật trên giường thế nào bằng hữu của tôi bị hạ dược anh có thể thượng hắn để giải dược được không nói như vậy sao đoàn thanh nghĩ nghĩ cho dù tìm được một người như thế, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy cậu lại không có hứng thì làm sao? Vệ Tiểu Nghiễn kéo kéo khóe miệng. "Ca, anh gọi quản lý tới rồi tự mình nói rõ cho hắn biết, chỉ cần có tiền, vấn đề đều được giải quyết cả thôi." Đoàn Thanh thần tình vô tội. "Tôi không biết quản lý." "Không biết thì phải đi hỏi a, à, chuyện này mà còn cần tôi dạy sao?" Vệ Tiểu Nghiễn giống giận, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng nhỏ hắn thống khổ xen dị. Nếu không phải lão tử, hiện tại cả người đều không có chút sức lực nào, thì đã tự mình ra ngoài giải quyết rồi. Còn về phần tìm người, à... đoàn thanh ngẩng đầu nhìn hắn. Đau, dược tính không ngừng, đánh sâu vào đại não, khiến vệ tiểu nghiễn xen dị. Không đau, lão đại hạ dược, điều giáo. Nhưng mà cũng vì thế nên, đừng, mặt sau cũng có cảm giác vậy cậu nói từ nãy đến giờ một đống vô nghĩa làm gì cho dù tôi trực tiếp cho vào thì cũng có cảm giác gì chứ có nhưng mà đợi đến sáng mai muốn đứng lên cũng không được vệ tiểu miễn thở dốc cố gắng bảo trì thành tỉnh. ta đến tột cùng anh có thể hay không nếu không thể thì nói sớm một tí đừng đùa a đoạn thành truyền tâm khai thác à, nghỉ xem vài cuộn phim hẳn là sẽ làm vệ tiểu miễn ngẩn ra Xem phim làm gì? Đoàn thanh rút ngón tay ra, đang chuẩn bị vào. Nghe vậy liền dừng lại. Hai người yên lặng nhìn nhau. Sau một lúc lâu, đoàn thanh nói. Tò mò, nhìn chơi thôi. Anh cho là lão tử là đồ ngốc đúng không? Lý do chó má như vậy, anh cũng nghĩ tôi tin được à? Đoàn thanh không đáp, nắm lấy thắt lưng hắn. Cái này gọi là tự tác nghiệp không thể sống mà. Vệ tử miễn lập tức nhắm mắt, hoàn toàn chịu đựng mọi người đêm qua chưa đến tối muộn, không ai gượng dậy sớm cho nổi. Mãi đến 9 giờ mới tụ tập tại phòng khách. Tống Phong tủm tỉm cười nhìn vệ tiểu nghiễn. Tối qua có thích không? Vệ tiểu nghiễn khóe miệng co rút. Có lẽ đi. Tống Phong gật đầu. Ý tứ như vậy là thích rồi. Tống Phong không hề để ý đến hắn, quay đầu đón tiếp mọi người đi ăn cơm. Tâm tình quả thực không tệ. Mẹ khúc Nghiêu cắn ngón tay, quan sát một lát. Kỳ quái đi qua, Sư huynh, anh không khỏe sao? Anh không sao. Bạch Khúc Nghiêu nghĩ nghĩ, quay đầu sang đoàn thanh, ánh mắt thuần khiết. Hai người cãi nhau. Không phải chuyện gì lớn. Đoàn thanh chấn định nói. Chỉ là chuyện dừng chiếu không hợp. Bạch Khúc Nghiêu gật gật đầu, vỗ vai hắn. Anh trai của em nói, loại chuyện này chỉ cần luyện nhiều là thuận. Anh cố gắng lên. Đoàn thanh, ừ. Vệ tiểu nghiễn im lặng. Sau khi ăn xong, Tống Phong đem đồ đi tìm Tiểu Lân. Tiểu Minh Hiền đương nhiên đi theo, nói chuyện mới biết được sự nghiệp công tác của nữ nhân này lại ném không được thở dài. Nếu thầy của Tống Phong thuận lợi về nước, lấy tư lịch của hắn có thể được an bài tại một chức vị tốt, nói không chừng còn có thể thăng tiến. Gia đình cha mẹ làm công nhân viên chức cùng với một đứa con trai khỏe mạnh đáng yêu, hắn là vô cùng hạnh phúc, chỉ tiếc là hắn biết tống phong cũng hiểu được điểm ấy cho nên sự tình đã qua đi rồi miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn hắn lại nhìn người kia luôn mang gương mặt mỉm cười hay nói chuyện phiếm thật không ngờ cũng lại là có một đoạn quá khứ như vậy hắn nghĩ nếu hắn sớm gặp người kia có thể yêu người kia sớm một chút thì sẽ có thể cùng người kia chạy qua những năm tháng gian nan này dù không thể làm được gì nhiều nhưng ít nhất hắn cũng có thể châm cho người kia điếu thuốc hoặc bồi nhau cùng uống rượu cũng là chuyện không tồi. Chúng ta đi thôi, bọn họ vẫn đang chờ. Tống Phong mỉm cười, quay sang người bên cạnh. Chị dâu, chúng tôi đi. Nữ nhân mỉm cười gật đầu. Đi đường cẩn thận. Vâng, đã biết. Tiêu Minh Hiên đối nữ nhân đó gật gật đầu. Theo Tống Phong rời đi. Hắn nghĩ thầm, có lẽ nên quay về quân doanh trước, tìm vài người quen để họ tiện đường chiếu cố hai mẹ con tốt nhất là có thể giúp cô ấy tái giá với một gia đình khá giả. Tất nhiên, loại sự tình này cũng không thể miễn cầu. Phải để cô ấy nguyện ý, mọi sự tùy duyên thôi. Hắn cảm thấy hiện tại nếu Tống Phong trở về quân doanh là có lợi nhất cho hắn. Một năm rưỡi không gặp lại, hơn nữa lại phải trải qua những chuyện như vậy. Có lẽ nữ nhân kia cũng không chọn người có nghề nghiệp nguy hiểm để tái giá. Có điều, cước bộ của hắn dừng lại một chút nghiêng đầu nhìn Tống Phong. Nếu phải kết hôn thì có lẽ người này sẽ bỏ không làm lính đánh thuê nữa mà lựa chọn làm một người chồng tốt, người cha tốt. Tống Phong cảm nhận được ánh nhìn của hắn, quay đầu. Sao thế? Tiêu Minh Hiên vươn người qua, hôn hôn lên môi. Không có gì. Mọi người ở Bắc Kinh điên cuồng ăn chơi, hưởng thụ mỹ thực, vừa thống khoái lại vừa thích ý. Quả thực còn nghĩ muốn ở lại nơi này. Tiêu Minh Hiên nói nếu mọi người đạt điểm tốt về sau nếu thực sự lập thành một đơn vị đội ngũ hắn sẽ tranh thủ xây một căn cứ ngay tại bắc kinh nhất thời không khí sôi nổi mười phần nhiệt huyết tống phong tính toán ngày quay lại quân xoanh cười tủm tỉm ôm lấy cổ bạch khúc nghiêu hôm nào anh gọi hai vị sư huynh kia tới cho mọi người gặp mặt cùng ăn với nhau một bữa cơm bạch khúc nghiêu lập tức gật đầu được khi nào thì đi tiêu minh hiên và vệ tiểu nghiễn kinh ngạc bất động thành sắc liếc nhìn. Chỉ thấy Tống Phong xoa xoa cầm. Không biết, năm nay đến Tết âm lịch rồi mà mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. Ngay cả gọi cũng không có gọi. Chỉ nhắn tin chúc mừng năm mới. Cũng không biết là bận cái gì. Hắn nhìn về phía vệ tiểu nghiễn. Bọn họ có liên hệ không? Hay cũng chỉ nhắn tin thôi? Vệ tiểu nghiễn gật đầu, nghĩ thầm. chỉ nhắn kia chắc là Vương Nhất chung phái người nhắn về. Hắn chấn định nói. Có thể họ đang làm nhiệm vụ Tống Phong nghĩ nghĩ Cảm thấy có chút đạo lý Có lẽ là vậy Vệ tiểu miễn âm thầm thở ra một hơi Chậm rãi đuổi kịp Tiêu Minh Hiên thả chậm động tác Lùi lại phía sau cùng thấp giọng hỏi Bọn họ thế nào rồi Vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm Vậy là tốt rồi Vệ tiểu miễn cúi đầu không nói Nếu như hai người kia có mệnh hệ gì Thì đến lúc đó Chắc chắn không ai có thể ngăn được lão đại vô cùng phiền toái. Vương Nhất Trung phái người theo dõi từng động thái của Bắc Kinh. Hơn nữa, Tiêu Minh Hiên và Vệ Tiểu Nghiễn cũng vô cùng cố gắng. Tống Phong về đến quân doanh cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng cả. Nhưng mỗi lần nhìn ra ngoài cửa xe, hắn lại oán giận. Như thế nào, mấy ngày này toàn gặp tai nạn giao thông? Tiêu Minh Hiên chấn định nói, có thể do chúng ta vận khí không tốt. À... Tiêu Minh Hiền sợ đêm dài lắm mộng quay về quân doanh. Xong ngay lập tức đến quân khu chào hỏi. Toàn bộ các đội đứng đón chào máy bay đáp xuống tại sân thượng. Trịnh Kỳ Dũng nhìn hai đội đi tới, đứng chào theo kiểu quân đội, tiến đến nhìn học trò đáng thương của mình. Dưới con mắt hoảng sợ của hắn, sờ sờ đầu Tống Phong, rồi trầm mặc ly khai. Tống Phong bám lấy góc quần áo của Tư Minh Hiên, nơm nớp lo sợ. Cả người, giấu đằng sau hắn, chỉ thò ra mỗi cái đầu, thất kinh hỏi. Sao vậy? ông ấy bị gì vậy tiêu minh hiền kiên nhẫn an ủi ngoan trung đoàn chỉ là chào hỏi em thôi không có khả năng tống phong phản bác quỷ xúc trước kia chưa từng sờ đầu tôi như vậy ông ta ngoại trừ đánh tôi thì thôi chứ chưa bao giờ ôn nhu như vậy hắn càng thêm run run đột nhiên như vậy rất khủng bố ông ấy rốt cuộc là sao vậy mộng du sao anh nói đi ông ấy làm sao vậy Ông ấy thấy em xuất sư Nên cảm thấy vui mừng Tiêu Minh Hiền lập tức cắt ngang Lửa dối lương tâm nói Năm trước ông ấy nói cho anh như vậy Tổng phòng nháy mắt cứng đờ Một chút phản ứng cũng không có Thẳng đến khi bị Tiêu Minh Hiên tha về đến ký túc xá mới hoàn hồn, hai mắt sáng lên. Thật sự, là thật sự. Thật vậy chăng? Tống Phong vươn móng vuốt. Thật. Đừng. Tiêu Minh Hiên giữ gáy của hắn, dùng môi đẩy những từ cuối cùng trở vào, đầu lưỡi tham lam dây dưa cùng một chỗ. Thẳng đến khi phát hiện người này đã im lặng mới buông ra sờ sờ đầu. Là thật, đừng hỏi nữa. Tống Phong ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn người kia bận rộn thu thập phòng ngủ. Được một lát lại tiến đến, ánh mắt thuần khiết hỏi. Hắn thật sự nói vậy sao? Chấp nhất của Tống Phong đối với vấn đề này đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Đêm đó, Tiểu Minh Hiền thật sự không thể chịu đựng nổi câu hỏi Thật vậy chăng Cùng với ánh mắt thuần khiết kia nữa Trực tiếp đè người kia xuống giường làm Tiểu Minh Hiền nhìn xuống Người nằm dưới thân hắn Nhất hồng dùng sức đỉnh tới Còn hỏi nữa không Tổng phòng ruồn dập thở dốc mãnh liệt tắc đầu Không, anh đừng đến nữa a à. Tiểu Minh Hiền cúi đầu hôn hắn Thuận theo bản năng dục vọng đắm chìm Sau khi hai người tẩy rửa xong xuôi tiêu minh hiên tựa đầu vào giường vươn tay ôm hắn vào ngực bả vai và ngực của tống phong chi chít những dấu hồng vân khi tiêu minh hiên đưa mắt nhìn phần da thịt trắng nõn hắn sờ sờ lại không thể không nhớ đến người này đã phải hai lần cấy ghép ra diện rộng không khỏi thắc mắc lúc trước vì sao em lại bị bom tạc là vì nhiệm vụ sao không phải là nhiệm vụ là chính tôi tự tìm thôi tống phong nói lúc trước khi bom nổ thầy đã cứu tôi nhưng tôi cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu khi đó nếu không phải tiểu nguyễn đã đến kịp thời nếu không chỉ sợ người kia bắt về người kia tiểu minh hiền mẫn cảm hỏi là người nghĩ muốn tượng em phải chính là hắn đáo đại của tổ chức khủng bố tống phong giải thích lúc đó thầy và tôi là bảo tiêu cho những chuyến vận chuyển súng ống đạn dược của chúng hắn cùng với người kia bàn chuyện làm ăn chúng tôi chỉ là bảo tiêu nhưng không ngờ lại bị nhìn chúng. Khi đó nhiệm vụ cũng kết thúc, chúng tôi cũng chuẩn bị rời đi, không ngờ lại xảy ra chuyện. Tiêu Minh Hiên ôm chặt Tống Phong. Lúc sáng, Trịnh Kỳ Dũng cũng nói qua với hắn, có người muốn tìm Tống Phong gây sự. Lại nhìn đến tư liệu về tổ chức kia mới biết, tổ chức đó hiện giờ đang khuếch trương thế lực một cách nhanh chóng. Vương Nhất Trung và Trịnh Kỳ Dũng nghĩ rằng sự việc này đó đã qua đi, không nghĩ tới lại bị đào bới, ra thêm nữa liền cùng nhau lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn tổ chức này, nhưng lão đại thực sự đứng sau màn vẫn chưa xuất hiện. Bên ngoài chỉ có một thế lực đóng thế thân. Tình huống cụ thể vẫn còn đang phải điều tra. Có điều, Tống Phong đã về đến quân doanh, tạm thời cũng đã an toàn. Hắn nghĩ nghĩ, em giết người kia? Tống Phong tiếp lời. Phải, tôi đuổi theo người kia tính sổ, từ châu Phi đến châu Âu, rồi lại trở về châu Á theo hắn đến Nga khoảng 2 tháng. Cuối cùng, ngăn được hắn tại một nhà xưởng bỏ hoang bên bờ sông Trường Giang. Cả hắn và mười mấy tên thủ hạ đều làm thịt hết. Tiêu Minh Hiền rốt cuộc hiểu ý tứ của vệ tiểu nghiễn. Sự cố chấp và ngoan cố của người này không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Hắn đơn thân độc mã, hủy đi đầu não của một tổ chức khủng bố. Có lẽ ở đoạn thời gian kia, người này cũng không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi, mà chỉ một lòng một dạ nghĩ tới báo thủ trịnh kỳ dũng từng nói nếu để về sau tống phong không phục tùng mệnh lệnh hay tự nhiên vứt bỏ nhiệm vụ đang chấp hành thì cũng đừng trách hắn hay ngăn cản hắn bởi có lẽ lúc ấy hắn đã có manh mối về thế lực mới của tổ chức kia có điều đầu não tổ chức kia đều đã bị tống phong diệt gọn vậy thì lần này người xuất hiện là ai hoặc là hắn muốn trả thù cho ai cho dù là trả thù những người này luôn ưu tiên lợi ích cá nhân trên lý thuyết cũng sẽ chẳng niệm tình cũ mà nay lại mạo hiểm tìm một người như Tống Phong để trả thù. Thật sự rất kỳ quái. Tống Phong không biết Tiêu Minh Hiên nghĩ gì, nhưng thật ra nhớ đến chuyện trước kia suy nghĩ có chút sâu xa. Hắn vươn tay sờ sờ đầu giường, đốt một điếu thuốc, nhẹ giọng nói. Đoạn thời gian kia tôi đã cảm thấy mình sống không bằng chết, nhưng sau đó bình tâm ngẫm lại mới thấy nếu tôi cũng chết thì sự hy sinh của thầy quả thực là vô nghĩa. Hắn dùng tính mạng để cứu cái người ngu ngốc mà lúc nào cũng chỉ muốn chết đi. Quả thực vô cùng châm chọc. Tôi phải sống, Tống Phong nói. Sống không chỉ cho tôi, mà còn cho cả phần của người kia nữa. Tiêu Minh hiền ôm hắn thật chặt. Hết tập 25 Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện đam mỹ Đặc trùng dòng binh qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem các video mới nhất từ sam audio